cười quá. Nay vui, hôm qua mùng 1 cô cũng bán tại đây hết trơn á, bữa nay cô bán tại đây cô vui lắm á. Bữa nay hết sớm quá ha, hết sớm vui, nay hết sớm vui rồi. Sớm vui mùa trong ngày cho nên là cô mới mà tặng ốc cho mọi người luôn nha. Bây giờ là chỉ còn một bịch ốc màu trắng này nè mọi người, là bịch nhỏ thôi. Không không có đủ bịch lớn cho nên là ba bịch cô sẽ tặng cho một bịch nhỏ ăn lấy Thảo nha. Nó nhỏ chứ cũng nửa bịch kia cũng không ít đâu cô. Này chắc cũng khoảng 200-300 gram á. Cô bán có thể được 40 ngàn. Dạ đúng rồi. Ai mua ba bịch cô tặng luôn, khỏi cần bán 40 ngàn. Để hồi coi không biết là có vị khách nào là sẽ may mắn nhận được cái bịch ốc tặng kèm của cô nữa nè. Bữa nay cũng đi, bữa nay cũng ra giờ cũng. Không, bữa nay hết sớm hơn, bữa nay hết sớm hơn. Mỗi năm dạ hết rồi. Bù đi anh, mua ba mấy bịch? Một bịch. Tử là ba bịch là được tặng bịch đó anh. Vậy là anh này chưa phải là vị khách may mắn. Còn 4 bịch. 4 bịch nhưng mà mua ba bịch là được tặng một bịch. Ai nhỏ. Ai mua ba bịch còn tặng được bịch nhỏ, còn đây tất cả là 4 bịch. Mua ba bịch tặng bịch nhỏ nha các bạn. Đây tất cả là còn 4 bịch. Mày vô nhanh tay thì còn, mà chậm tay là hết nha. Mày vô. Ai chưa có chồng mua bịch ốc ăn vô có chồng liền. Ai chưa có vợ ăn bịch ốc có vợ liền. Mày có vợ, có vợ có chồng là tại vì thơm được cái mùi nước mắm của cô mớm. Ai không có tình yêu ăn vô, hai đứa ngoài ăn trong thành gia tình yêu có đầy tràn. Rồi một bịch. Ở đây là ba bịch. Còn ba bịch chết. Vậy là hai vị khách này chưa phải là cuối cùng. Hai vị khách này chưa phải là cuối cùng. Đây mong bây giờ mong rằng anh chị ba bịch luôn đi anh chị, tặng cho bịch nhỏ. May mắn luôn. Rồi, vậy là mọi người ơi, anh chị này là đã trúng được vịt lót bịch ốc của cô mớm. Nãy giờ là cô rao quá trời luôn đó anh, ba bịch tặng được bịch nhỏ. Cho thêm nước mắm nhiều nha. Dạ anh chị cho em hỏi anh chị quân mấy hả? Bình Thạnh ra. À Bình Thạnh đâu hả? Sai ha. Đây là lần đầu tiên anh tới hả? Ngày 3-4 ngày rồi đó. Trời ơi tội nghiệp không. Thôi cô, vậy là xem như là hôm nay tặng cho anh một bịch ốc này để ăn là đúng may mắn cho anh luôn nè. Mua ba bịch tặng bịch nha mọi người nha. Anh ăn đây được bao lâu rồi? Lần đầu tiên luôn. Anh ăn được quý ha. Dạ cảm ơn anh chị nhiều. Dạ rồi xong nha mọi người, rồi bây giờ là cô mớm hết luôn. Hey, em chào mọi người nha. Bây giờ là cô mớm chưa có đẩy ra được cái xe ốc ở ngoài điểm bán nữa, là đã có rất là nhiều khách đứng để mà đợi cô ốc tới này cả nhà mình. Ai bây giờ cô ốc tới nè mọi người. Đây bây giờ cô mớm đã tới nè mọi người ơi. Đây cô mớm tới là khách mua được luôn.
bán rồi. Thấy không? Cục mớm mới vừa tới thôi là đã bán ào ào luôn, bán không kịp luôn cả nhà mình. Nè hai bịch bu lấy bịch hòa hộp đựng nè. Bịch bu đâu? Trời ơi, trăm ngay. Bịch bu, bỏ 5 nghìn nữa đi. Hôm nay là có cháu của cô mớm và con gái của cô mớm và cháu nội của cô mớm ra đây để phụ cô mớm, đó là cái nhà mình đi bán không có kịp nha. Mà mặc áo màu cam cam này là cháu nội của cô mớm nha, còn bé gái mà mặc cái áo khác này nè là con gái út của cô mớm, còn cái anh mà mặc áo màu xanh xanh này nè là cháu của cô mớm ra để phụ cô mớm ở cả nhà mình. Bây giờ chú chở ốc ra cho cô nữa nè. Hiện tại thì con gái của cô mớm là đang đem phụ bán hàng cho người ta ở bên quận 3 nha cả nhà mình. Nhưng mà vì thương mẹ cho nên trước khi đi làm thì con gái út của cô mớm ra phụ cô mớm chút xíu. Rồi khi nào mà đến giờ đi làm thì em nó mới đi làm về cả nhà. Cái đứa con của cô mớm thấy rất là có hiếu với cô mớm cả nhà mình nha. Giờ cô mớm mới không kịp luôn nè. Cho ốc bu lên con ơi. Ủa cô, ốc mình bữa nay giá làm sao cô? Cũng giá cũ với con 50-60 mà con gái ơi. À 50-60 nha cả nhà mình nha. Mặc dầu ốc ở ngoài chợ Bình Điền lên giá nhưng mà cô vẫn không lên giá nha cả nhà. Cô vẫn để giá cũ bán cho mọi người, tại vì ai cũng đều là khách quen yêu quý cô không mời cho nên cô không lên giá nha cả nhà mình. Hết con mẹ tiếp nè. Cái gì nữa à? Để tên là Tuyết Nhi. Chào các con nha, chúc các con được vui vẻ nha. Nãy giờ là cô bán một lèo luôn rồi cô mới thấy tụi mình là cô chào. Tới nay đi làm anh cũng một gạo rồi cô, một gạo phía sau rồi. Một gạo. Đây là cháu nội của cô mớm đi bán phụ cô mớm này ở nhà mình. Trời ơi đất khách dễ thương, cô đang chọn rể cho gái. Đây chọn rể cho gái. Anh ra chọn rể gái mà biết được trai nào thì bằng được ốc với cô con chọn gì nha. Dạ cô có yêu cầu gì về rể của mình không cô? Bằng ốc, biết làm nước mắm. Dạ. Đúng rồi, nhưng mà tên nó nhà tên Thúy. Còn bình thường thì tên thiệt của em là Tuyết Nhi. Em đi làm thì từ 2 giờ chiều cho tới mấy giờ mới về nhà? 10 giờ 15 em mới về. Và về tới nhà thì cũng khoảng gần 1 giờ. Dạ em sống đây từ nhỏ đến lớn. Có một mẹ sinh ở đây luôn. Dạ đúng rồi. Có nghiệp chưa? Dạ chưa. Thấy suy nghĩ rồi mới nói là chắc là đang cưa anh ta đúng không? Bảo rồi cô ơi. Đây
Thôi bây giờ khách tới mua ào ào luôn cả nhà mình ơi. À, ăn không kịp con ăn vài mũi uống thuốc con ơi. Tay cô đau. Cái đắp nè, cái đắp. Thuốc gì hả cô? Uống nhất. Uống nhất tay bị rửa ốc dập tay á con. Dạ. Uống đi cô uống đi rồi. Con phải uống thuốc cái nha, con bỏ ăn đi. Này cả nhà, bây giờ là cô mớm chỉ kịp ăn được vài muỗng cơm rồi uống thuốc vô để cho cái tay nó đỡ nhất nè cả nhà mình. Có vài muỗng thôi nhưng mà khách đông quá. Thương cô mớm tất cả cũng vì kiếm đồng tiền để mong trả hết nợ cho cuối năm nay để sang năm đổi nghề khác, không còn làm nghề ốc nữa mọi người nha. Đây là anh này là con trai của cô mớm. Giờ là thay mẹ xúc ốc thôi nè. Từ hồi 3 giờ sáng tới giờ. Cái này coi chừng nó nhiễm trùng quá cô. À, cô có uống thuốc, có sức tầng vàng. Cô có đi khám chưa? Không, hôm qua là cô bị nhức, bữa nay uống thuốc rồi, nó không có nhức nhưng mà cục sưng. Dạ. À, nhưng mà cô gắng uống thuốc để tranh thủ lần bán cho kịp năm nay trả nợ. Mong khách hàng đi đến với cô rất là vui vẻ, qua sang năm cô đổi nghề rồi. Dạ sao Tết không bán ốc nữa hả cô? Không, cô được bán giỏi. Cô hứa với mẹ về trên cô mới bán nghề nữa. Không có sách xanh nữa, nhà cộng đồng thương cô mà ủng hộ cho cô. Cảm ơn khách hàng. Rất là... Cô ăn con cơm nha. Cô thường xuyên là ăn cơm hộp, cơm bụi thế này hả cô? Ăn không được chọn ngợp con ơi. Dạ. Cô thức là 3 giờ mà tới giờ luôn á. 3 giờ chiều hả cô? 3 giờ sáng đi chợ rồi về làm được. Dạ. Ở đây có bé út. Có hai bé út đi làm nhưng mà kiểu Trinh đi trễ. Dạ. À, mọi người, mấy người con cháu của cô mớm cô rất là lanh lẹ nha, cho nên sẽ phụ được cô rất là nhiều thứ trong cái công việc là bán ốc như cả nhà mình. Đây mọi người, bây giờ là có khách vô việc đặt mua ốc của cô nữa nè mọi người. Mặc dù là cô mớm không có liên kết với những cái Go Việt hay là Rabbi hay là bên GoFood gì hết, nhưng mà cũng vẫn có rất là nhiều người khách ở xa đặt tại đúng ngay cái địa điểm mà cô bán ốc ở dưới chân cầu Chánh Hưng. Thì lúc đó là bên Go Việt hay là Rabbi như thế nào đó thì họ cũng sẽ biết cái địa điểm bán ở đây, rồi tới nay là sẽ gặp cô rồi mua ốc. Mua ốc xong là sẽ đem về giao cho khách tại cả nhà mình. Cho nên là những khách nào ở phương xa muốn ăn ốc của cô á, thì cũng có thể là đặt Go Việt hay là Rabbi nha mọi người nha. GoFood cũng được. Em bắt con thang đá con, thang đá phải dễ. Dạ. Nhưng mà thang đá độc hại con. Nhưng mà hồi đó giờ cô mới xài thang đá con ơi. Dạ. Thang củi chụm nó lâu hơn, nó bền hơn. Cô xài thang này không mà. Xài thang củi. Thang nước. Dạ đúng rồi. Cũng là than củi thôi nhưng mà bằng cây đước nên là gọi là than đước đó các bạn. Than đước, than nhãn, than cạp. Cạp là rẻ nhất. Bật thôi chứ cô mới làm gì nổi, cô chỉ cho tao làm. À đúng rồi, tại vì cô cái gì không bằng cái lời hứa. Dù ví dụ từ đây tới cuối năm là trả hết nợ mà không có dư, cô cũng vẫn có vui. Nhiều người ta hỏi từ đây trả hết nợ rồi sao không chịu kiếm một số vốn để dư, mà để có một số vốn mà để mà mình làm ăn chuyển giá. Cô mới nói thôi từ đây tới Tết rồi mẹ cho trả hết nợ là mừng rồi, coi khỏi cần dư, miễn là giá bề trên, mà bề trên được tội nguyện là cô đã
chúc mẹ vui vẻ rồi, vậy là tôi cũng được vui rồi. Con mới uống thuốc, tôi mới ăn ông ba thì cô nhức cái tay, là bữa nay nó nhức nhưng mà uống thuốc rồi cô chỉ sưng cái tay thôi chứ nó không có còn nhức nữa. Không, hôm qua thì nhức không, bình thường mỗi lần bệnh mẹ ơi dạy cầu xin mẹ đỡ cho con bệnh giỏi, con chỉ cầu mong mẹ chỉ còn có mấy tuần nữa là đã Tết rồi, con chỉ xin mẹ từ đây tới Tết cho con được bệnh giỏi mà con chẳng có sợ, con không cần có như để mà năm tới cũng gặp gì khác, con chỉ cầu cần trả nợ mà thôi. Trong năm tôi bắn giỏi đủ chứ bắn cái tấm. Cảm ơn các cộng đồng, cảm ơn các dạ. Tôi vô bệnh tấn nên là mọi người bây giờ là có rất là nhiều khách hàng lớn tuổi và trẻ đến mua ốc cung ốm ở nhà mình nha. Có bán ốc không con? Nào không? Đi dạm không mà mấy đứa tuổi nhà mướn mà nhà mướn. Dạ. Hả? Thì cô dạy cho bé Út đi, bữa nay Út nó bày cho rẻ mà. Thôi vậy gì nữa, bây giờ là cô muốn trả hết nợ đến cuối năm nay giải nghiệp mà. Tôi đang học mít cúp. Dạ, giải nghiệp mà bây giờ đang học mít cúp mà làm ốc chi? Con kỳ với gái đẹp đi bán ốc kỳ. Bây giờ bây giờ là cô mớm chỉ có thể là truyền nghề làm nước mắm là cho bé Út là được. Thôi, được luôn hả? Làm nước mắm mà là không phải sắc xanh gì hết. Đây nè mọi người, bây giờ là cô mớm tiếp tế thêm nước mắm và ốc nữa nè mọi người. Đây là những bịch nước mắm mà cô mớm đã vô sẵn ở nhà hết rồi, là cái nhà mình. Còn đây là hũ nước mắm thần thánh, đem lại cái sự nổi tiếng cho cô nè nha. Là cô gái Út của cô mớm, bây giờ chúng mình đi làm. Rồi, chào em. Em bé rất dễ thương mọi người ạ. Tay của cô ha, tay của cô với chú mà không kiêng cử á, là nó sẽ bị nhiễm trùng, nó làm sưng lên nữa, nâng mũ nhưng luôn ghê lắm. Bữa nay cô đỡ nhiều rồi, đỡ nhiều dạ. Rồi tại cô có uống thuốc cuộn sinh đó con. Dạ đúng rồi. Ở gì mọi người thấy không, kiếm được đồng tiền đó đâu cũng đâu phải là dễ đâu, ở nhà mình cũng phải đánh đổi, cũng phải trả giá để có được cái điều mà mình mong muốn ở nhà mình nha, chứ không phải tự nhiên đâu mà từ trên trời rơi xuống ha. Đây mọi người, thì như thường lệ khi mà ốc vơi vơi đi chút xíu là cô sẽ rải bùa. cô sẽ rải bùa, mà bùa của cô là những lát xả thật là tươi. Xả con, xả này xả bào, xả cây đàng hoàng bào da. Đó, bùa của cô. Bùa hôn mệt. Bùa những khách yêu mến của cô để đến đây ủng hộ cho cô. À, cô có cái một cái loại xả và nước mắm làm bùa hôn mệt. Bây giờ là có, bây giờ thì cũng có rất là nhiều khách biết cái địa điểm bán mới của cô, cho nên là khách đến mua ủng hộ cho cô mớm cũng rất là nhiều cả nhà mình nha. Thì khi nào mà ở ngay chân dưới chân cầu Chánh Hưng này mà cảm thấy không còn khách nữa thì cô sẽ di chuyển qua lại cái điểm cũ là bên ngay chân cửa đường Lê Quyên như cả nhà mình. Cho nên những khách nào mà đến tầm có khoảng chừng 2 giờ
2 giờ thì cô mới bắt đầu là đẩy xe ra tới Nha Trang dưới chân cầu Chánh Hưng cô bán. Thì khi nào mà ở đây dẫn dãn khách đó, thì cô sẽ đẩy qua bên chỗ đường Lê Quyên bán. Nên khi nào mà sau 3 giờ chiều mà mọi người cảm thấy là tới ngay dưới chân cầu Chánh Hưng mà không còn thấy cô bán nữa thì mọi người hãy chạy qua bên đường Lê Quyên nha. Thì tại vì lúc đó là cô đã chuyển qua đường Lê Quyên cô bán rồi nha cả nhà mình nha. Em chia sẻ một số địa điểm bán của cô để cho cả nhà mình nắm được cái điểm bán của cô á, để cả nhà mình khi mà đến mua ốc của cô thì nó dễ dàng hơn cả nhà mình nha. Cô thì trước giờ cuộc sống nó khó khăn, con cái cũng lập gia đình với lại cái ốc cô. Tại cái ốc cô bây giờ đây mọi người, bây giờ là chú chăm ốc cô thêm cho cô bán cho cả nhà mình. Nãy giờ là nguyên một cái rổ ốc kia là đã bán hết rồi, bây giờ là chú thêm ốc mới nữa cả nhà mình nha. Đây có xả này mà. Giờ là cô để xả vô thêm cho ốc nó thơm rồi cả nhà mình. Giờ là cái xe ốc của cô mớm có nghi ngút luôn nè cả nhà mình, rất là thơm nha. Sao đâu hồi xưa ở khi mà tụi mình tới thì đâu còn nhiều vậy đâu. Dạ anh cho em hỏi anh ở đâu tới mua ốc của cô mớm mà? Ở Bình Chánh. Trời ơi, Bình Chánh luôn hả? Vậy là anh chị kiếm cô mớm mấy ngày rồi? 3 ngày nay mà mới tìm ra được bữa nay hả? Dạ cảm ơn anh chị. Hay là cái món nước mắm của cô mớm? Qua cái gầm tháng giêng á là cô mới bán gỏi. Đầu qua ngày 15. Đúng rồi, qua ngày 15. Tại vì cái ngày đó là con biết không, cái gầm tháng giêng là trong mấy nửa cái gầm đó là người ta đi chùa đi chuyện nhiều. Dạ. Người ta ăn chay. Ăn chay. Dạ đúng với rồi. Với một số là về quê chưa lên. Về quê chưa lên. Dạ. Đó với phần cô hả? Cô cũng có bán mấy ngày đó. Còn nếu mà nói về bán nước mắm thì một chín cô khai trương nước mắm. À, một chín là cô khai trương nước mắm nha cả nhà mình. Còn về bán gỏi hoặc là cô bán những cái đồ ăn nào sau này á là cô chưa định ngày được. Chỉ có là mùng 9 Tết là cô sẽ khai trương nước mắm cả nhà mình nha. Có thí dụ như là cận Tết mà có khách đặt nước mắm của cô để dùng ăn Tết thì sao cô? Cô có làm không? Cô có nhận không? Cô còn bán ốc mà con gái mẹ bán qua Tết cô nghĩ mấy món ổn tiện. Nổi cái nước mắm này con cô làm còn không xong. Ấy. Lắm con ngồi không phải giỡn đâu. Năm nay là tính là bán tới ngày hai mấy Tết rồi cô? Không, cô bán hết nên là hết 30 là năm nào cũng vậy. Tới 30. Hôm nay có còn có 30 đúng rồi. Có, cô bán 30. Hồi từ hồi xưa tới giờ cũng là cái ngày 30. Ơi, xuống ông cạo ơi. Ông cạo ơi, trời ơi. Rồi. Cô cô. Đây con dạo nè. Rồi, lần đầu tiên hay lần thứ mấy rồi? Đầu tiên. Dạ. Rồi em chúc anh chị ngon miệng. Dạ chào chị. Anh chị này cũng là khách mới của cô mớm này cả nhà mình. Đây là mọi người. Bây giờ là chú đổ thêm mốc gạo nữa nè mọi người ơi. Hôm nay là cô chú bán tới 130 kg ốc hơn cả nhà mình. Này có xả con thơm đúng không? Này vừa đây cả nhà mình, hôm nay là có xe hơi tới để cho mua ốc của cô mớm này cả nhà mình. Và bên này thì có hai cô. Chị ơi, cho em hỏi là mình ở xa đây không chị? Đã mua ủng hộ ốc của cô mớm rồi, bây giờ là lên xe về này cả nhà mình. Hôm nay là có cả luôn xe hơi tới mua ốc của cô mớm này cả nhà mình nha. Thôi được rồi, bà yên tâm đi, con không có nghĩ ngợi cái gì. Thôi không có, cái này là xả, bà yên tâm đi. Bán rẻ và cả rồi, luôn. Đây đây là mọi người, thì bây giờ rồi. Rồi. Vậy à? Rồi, bán rẻ bà 20 luôn. Mọi người ơi, bây giờ là có bà cụ này nè. Đến một ốc của cô mớm thì một phần của cô mớm là 50-60 ngàn. Nhưng mà bà cụ ngán tiền quá. Bà cụ họ có bán khoảng 20 ngàn không? Thì cô mớm nói không, để con tặng bà luôn. Nhưng mà bà không chịu nha cả nhà mình.
bà vẫn muốn trả tiền cho nên cô mớm bán lẻ cho bà là 20.000 luôn cả nhà mình nha. Nhiều khi đó lúc rồi tay rưỡi là nó mát, một là mát, hai là khách giờ đó khách về đi làm về. Với lại là mình bán nhiều quá bên đó hôm bữa là cũng có người đuổi. Ta đuổi cho nên là phải đứng ở đây núp. Ở bên đó trừ ra khoảng 3 giờ mấy rồi được rồi con. 3 giờ mấy bên đó là mát, 3 mấy 4 giờ bên đó mát mọi người nha. Dạ đúng, hứng nắng. Nắng lắm chịu không nổi đâu. Tội nghiệp. Cháu nội nãy giờ là lui cui lụi cụi là tiếp bà nội quá trời là. Dễ thương cơ ha. Hiền, dễ thương ghê á. Tối ngày bị cô Út quăng hiếp hoài à. Nếu mà tụi con muốn nghe cuộc đời của cô sẵn sàng. Cuộc đời của cô mốt dài lắm. Mà cái dài của cô mốt rất là dễ thương. Nếu mà tụi con nghe được cái câu chuyện này, có thể là cô có thể là cộng đồng trong cô lên mạng nhiều hơn nữa. Rất nhiều thành phần luôn. Dạ. Nhưng mà trước mắt đây cô rất nhiều lắm con. Từ đầu đến cuối mà rớt không được. Tại 43 năm rồi. Đúng không cô ha? 43 năm lăn lộn với đời mà. Ngày nuôi tuổi lên Sài Gòn với mẹ, rồi đi ở trọ, rồi đi làm công cho người ta, rồi khó khăn trồng chất nữa. Nếu mà cuộc đời của cô mà để cái giết cạnh cho các tụi con trước đó là tụi con để thương mại anh nhiều hơn. Nhưng mà con thấy nè, tuy là khó khăn, tuy là vất vả, nhưng mà cô lúc nào cô cũng cười. Cô lúc nào cũng rất là vui tính đúng không? Cười cho qua cái khổ của cô ha. Cười dữ lắm con ơi. Cười cho qua cái khổ. Về nằm ôm gối khóc tập mình trời ơi con khổ quá vậy nè mẹ. Dạ. Tụi trời con khổ nợ này. Nhưng mà con thấy là khổ, tuy là khổ vậy nhưng mà chú bây giờ vẫn còn gắn bó với cô. Hai ông cu. Hai ông cu. Rồi lại hết. Thời gian để trò chuyện. Dạ bữa nay có làm ha, anh ơi giỏi chứ. Cũng rất là hiếm. Và tiếp tục là có xe hơi đến mua ốc của cô mớm nữa nè. Dạ là con trai của cô mớm bán cho khách này cả nhà mà. Đây mọi người ơi, bây giờ là cái ốc của cô mớm cũng đã vơi đi rất là nhiều và chuẩn bị hết rồi cả nhà mình nha. Đây bây giờ là cô mớm chỉ còn được có bao nhiêu ốc đây nữa thôi là hết rồi. Cho nên thôi thì em xin phép mọi người, em xin kết thúc clip tại đây nha. Hôm nay là cô mớm bán hết ốc sớm. Giờ này mới chỉ có 3 giờ rưỡi thôi mà cô mớm đã bán hết ốc rồi. Bây giờ thì em cũng về luôn đây. Em hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha. Mọi người nhớ cho em một like và một cái đăng ký để giúp cho cái kênh của em phát triển hơn nha mọi người nha. Chúc mọi người một ngày thật là vui và nhiều hạnh phúc cho cả nhà mình. Bye bye. Đây, đây mọi người, bây giờ là con trai của cô mớm đẩy xe cho cô mớm nhưng mà cô mớm không chịu nè. Thôi kệ cô, tay cô đau cô để cho anh đẩy đi cô, tay cô đau mà. Trời ơi, sao còn củi gần mà. Kệ đi mà, con trai có hiếu được chứ cha mẹ được lúc nào thì có hiếu đi mà cô ăn. Đây. Bây giờ xong rồi á thì giờ. Đây mọi người ơi, bây giờ là xong rồi thì giờ chú ở lại chú dọn dẹp sạch sẽ ngay chân cho bán nha cả nhà mình nha. Còn cô mớm với con trai đi về.
Rồi, tôi gặp anh chị không? Tới hết rồi. Giờ có anh chị đó tới nhưng mà hết rồi cả nhà. À rồi ra kìa. Bây giờ là một mình cũng ốm ôm một cái cây nước mắm mà ngồi, tại vì đi xuống cái dốc này sợ nó lật cái xe đó, cho nên một mình cũng ốm là ôm cái hũ nước mắm kẻo không thôi nó đổ cả nhà mình nha. Rồi bây giờ là gia đình cô mớm đã bán hết trong ngày hôm nay rồi, bây giờ là mọi người đi về tiếp tục ngày mai. Ngày mai em sẽ review tiếp xe của cô mớm cho cả nhà mình nha.